buổi học của năm ngoái đến năm nay là một năm rồi nhỉ. Và em trường đều, lúc nào mà bị cảm lạnh ấy, thì một ngày trường 2 lần, còn trung bình là trường buổi sáng. Tại vì khi mà buổi sáng á, ngủ dậy là thường 5 giờ sáng ngủ dậy là bắt đầu trường khoảng 1 tiếng, rồi trường các cái chỗ đau vai gáy thì thường là chỉ trường 1 tuần đầu tiên á, thì đấy thấy là cái da mặt của mình là nó nổi mẩn đỏ lên, thì cái lúc đấy là thấy nó khó chịu lắm, nhưng sau đấy thì hết. Và mọi người nói là khoảng tầm 2 3 tháng thì mọi người bảo ơ sao da da hiền dạo này đẹp thế, tức là gần như là các cái nám nó cứ bay dần, nó cứ bay dần đi thế. Và cái gan trước đó nó còn là bị gan bị tức là bị viêm gan B. Thế mà đi đi khám thì bác sĩ bảo rằng là cái này của mày không có phải điều trị gì hết, bởi vì cái lượng ấy nó quá ít ở trong đi, nó không còn, tức là nó gần như là không có đấy. Lúc nào tức là cầm gần 1 năm nay rồi thì ít bị ốm vặt, ít bị cảm vặt, và cái lưng bị đau á là tại vì em bị nó gọi là bị thoái hóa cái cột sống ở dưới này, tức là từ trẻ lâu rồi thì lúc nào nó cũng có những cái hiện tượng đau ở đau dây thần kinh tọa này nọ. Thì khi mà mình chườm á, tức là khi mà cái đá nó nguội đi một chút rồi thì chườm lại ở cái phần lưng đấy thì là thấy là nó dễ chịu, và cứ nó cứ đều đặn như thế. Đến bây giờ thì là khi mà mình bị làm nó bị sai động tác ấy, thì em có bị tức là bây giờ là mình bị giữa đốt sống 5 và 4 và 5 nó bị chệch cái đĩa đệm ra và nó đè vào dây thần kinh tọa. Thì tuần vừa rồi chú Tư có làm là cũng làm giống như là thầy Châu, là chườm lạnh và rồi chườm nóng, thì là cả một tuần vừa rồi gần như là mình không có cái cảm giác đau như thế nữa. Nó chỉ còn lại hơi tê tê, nhưng đấy là chắc là do dây thần kinh của mình nó vẫn còn viêm. Nhưng mà cái đá này chườm phải nói rằng là rất là tuyệt vời. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.